Chào các bạn, như thường lệ thì hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình sẽ được phát sóng từ 10 giờ cho đến 10 giờ 45 phút chủ nhật và sẽ được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Chương trình của chúng tôi với số điện thoại duy nhất là 0243 826 2625 sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị thính giả cùng các bạn và tất cả các ngày trong tuần. Và đến với chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Bây giờ thì để tiết kiệm thời gian, thời lượng phát sóng của chương trình có hạn, đâm ra chúng ta sẽ tiếp chuyện với một thính giả đầu tiên gọi đến chương trình. Đó là một thính giả gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Em đây ạ. Vâng, chào bạn. Dạ vâng, em chào chương trình của Thế Tiếng Nha. Rồi. Dạ vâng, anh ơi, mừng em hỏi như này ạ. Em thì năm nay là 46 tuổi rồi. Vâng. Chồng em thì năm nay là 48 tuổi. Vâng. Thế thì cách đây tầm độ khoảng 4-5 tháng thì em phát hiện là chồng em ngoại tình. Vâng. Thì với một cái điều này thì người ta cũng đã có hai đời chồng và 4 người con rồi. Vâng. Thì cái đời chồng thứ hai ấy thì người ta đã mất cách đây được khoảng 3-4 năm gì đấy. Thì chồng em thì hàng ngày thì vẫn không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Nhưng mà vâng. đi với cô này chắc phải một chút một lát thôi. Thì từ khi đi với cô này thì về thì được hay chửi bới vợ con, uống rượu uống chè. Và coi như là có những cái hành động mà cư xử với vợ rất là thô tục, lỗ mãng. Vâng. Và sau khi đấy lại còn đổ vạ cho là vợ đi đi ra để lấp tiếng cái việc mà mình đi quan hệ ngoại tình ở ngoài luồng ấy, thì em cũng rất là đau khổ. Thế và khi mà em phát hiện ra cái cô này, cô ấy gọi điện cho em, cô kể lại toàn bộ vâng. cái việc mà em đi với cô ấy tập quan hệ như thế nào và quan hệ bao nhiêu lần và những cái kiểu cách như thế nào. Thế à? Và cô ấy cũng nói là anh ấy nói xấu em và tất cả mọi cái chuyện từ trong gia đình em từ A đến Z như thế nào là cô nắm được hết ạ. Rồi. Thế và còn anh ấy đi nói xấu cả gia đình để nhà em nữa. Rồi. Và cô ấy cũng nói là thì anh ấy cũng nói là anh có tình cảm với cô ấy. Rồi. Thế là em cũng rất là sốc. Lần đầu tiên thì từ trước đến nay thì em chỉ nghi ngờ thôi. Khi phát hiện ra thì cháu em cũng có canxi, cũng có này nỉ thì và hứa là sửa chữa. Thì em cũng chấp nhận và em cũng tha thứ và em theo dõi. Thì chồng em với cô ấy không còn liên hệ với nhau nữa. Nhưng mà anh ấy, thời gian gần đây thì anh ấy chỉ được thực tế được tầm độ khoảng 4 tháng thôi. Sau đấy anh ấy lại đi uống rượu và anh ấy lại về, anh ấy lại chửi. Anh chửi thì em tìm hiểu thì cô này cũng không còn qua lại với chồng em. Nhưng mà anh ấy chửi và anh ấy cứ đổ khu phố cho em mà đi tới ra. Tóm lại bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Bây giờ em mong muốn là các cái chuyên gia tâm lý tư vấn cho em là em có nên tiếp tục của hôn nhân này nữa hay không, hay là chấm dứt để lo cho con cái, thì kinh tế gia đình là em lo từ A đến Z, anh không phải lo cái gì ạ. Rồi, thế bạn có biết là mục đích của cái cô gái kia gọi điện cho bạn là để làm gì không? Tại vì là anh và cái cô này là cãi nhau. À. Hai người cãi nhau, anh cũng đem cô ấy đi với trai và anh cô cũng đem anh này. Tâm ra là cô ta gọi điện cho bạn nói xấu anh ấy như thế để cho bạn ngãng ta, đúng không? Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Mình mấy cháu rồi? Dạ, em có hai cháu anh ạ. Ừ, bé nhất là bao nhiêu rồi? Bé nhà em, bé nhất là được 9 tuổi ạ. Bé lớn 22 tuổi ạ. Bé lớn 22 à? Ôi, cách nhau xa nhỉ. Rồi, thế tóm lại thì mình năm nay bao nhiêu tuổi? 46 tuổi ạ. À, 46 tuổi. Hai vợ chồng ở riêng, không có ông bà nội ngoại gì đúng không? Dạ, chúng em ở riêng ạ. Ừ. Ông chồng có chịu khó làm ăn không? Ngoài cái chuyện gái mú kia có các cái sự điểm xấu khác không? Có nhậu không? Có chơi lô đề không? Có cá, có độ bóng đá, có ôm tiền đi phá không? Chồng em thì chỉ có rượu bia, ăn uống rượu bia nhẹ nhạt ạ. Ừ. Trước kia thì chồng em cũng có trách nhiệm là đóng góp, ví dụ đi làm thì lương về cũng đưa cho vợ một ít. Ừ. Nhưng mà ngoài lương ra thì cũng rất tích cóp, thì sau đấy là gửi bố mẹ chồng em. Thế cả. Thế còn là em thì đa số là chủ yếu là em lo hết. Vì sao nó đòi hỏi mình cái chịu khó mà lo thế? Rồi tại vì bảo chồng em đưa, chồng em cũng không đưa. Ừ. Lương chồng em cũng ít mà, lương chồng em được có 6 triệu một tháng. À, chắc là ông ấy cũng chẳng phải là đến với cái bà kia để về chuyện là tiến tới hôn nhân đâu. Một người phụ nữ đã bỏ chồng hai lần rồi mà. Thế bây giờ thật ra thì bà ấy thèm cái gì chắc mình biết rồi đúng không? Ừ, thế ông chồng nhà mình chắc là cũng rảnh rỗi để đến đây để thôi để giúp đỡ. Gọi là vợ thì cứ bận đi làm ăn để nuôi chồng nuôi con thì ông ấy đến lang thang rồi gặp một bà đang đói khát, thế thì là rồi sẽ có cái chuyện kia với nhau. Một bên thì đang thiếu thốn tình cảm. Thế và thậm chí bây giờ bà ấy chẳng có biết sợ ai, bởi vì bà ấy chả có chồng để mà lo ghen. Cho nên là bà ấy đang muốn chọc ngoáy nhà mình cho nó tan ra. Đục nước thì béo cò. Chứ còn ông nhà mình thì chắc cũng không dại đến mức độ là
bỏ vợ bỏ con, con đã 22 tuổi rồi, chợ vợ cũng tự làm được ăn, lại còn nuôi cả chồng, mà để đi đến cái bà mà cũng chẳng phải hay ho gì. Giá bảo bây giờ anh ấy lại đắm chìm với một cô sinh viên mới ra trường 21 tuổi, đẹp như là hoa hậu hay may ra thì, hoặc là lại vỡ phải bà đại gia, bây giờ bà ấy mua cho ông cái ô tô Mercedes đi, thì may ra còn có thể nghĩ rằng đấy là sẽ về phá nhà mình để tiến tới cái kia. Nhưng trong trường hợp này thì phải khẳng định đây là ăn vụng nha. Mà ăn vụng thì vụng cái gì thì biết rồi đúng không? Vậy thì đói cái gì thì ăn vụng cái đó. Thế thì mình thứ nhất là mình không tin những cái chuyện, mà kể cả có tin thì cũng phải hiểu được cái thâm ý của cái cô kia. Cô gọi đến cô khoe là chồng chị tuần làm em ba nhát, xong lại làm thế này thế nọ thế kia, tả để cho mục đích cho mình điên lên. Mình điên mình tức thì mình mới chửi chồng mình. Thế rồi mình đòi ly dị. Thế mà ông chồng mình thì tính thì nóng, vợ thì về nhà bị vợ chửi, mà ra đứng đường thì giờ thì rét, thế buộc lòng là phải đến nhà cô kia. Thế là có tự nhiên không? Mình thì đuổi mà cô thì mở cửa để đón ông vào. Đấy là một cái cách mà của bọn nó ly gián ấy. Cho nên là lúc nào lúc phải đoàn kết với chồng. Tức rồi, bực thì bực rồi, nhưng mà em nói thật với anh, em đau không chịu được. Anh cứ đặt tình huống vợ em mà xem, ăn ở với nhau 20 mấy năm trời, tin tưởng như thế, anh chẳng đóng góp gì một mình, em bò ra để kiếm tiền nuôi con. Bây giờ đùng một cái anh thế nọ thế kia, nọ có đau không? Nhưng mà thôi thì thứ nhất là vì gia đình, vì con, vì cái, không muốn cho nó đến cái tuổi này rồi mà còn lanh tanh mảnh bé bét. Nhưng mà anh phải chứng minh cho em rằng là anh còn cần cái nhà này. Bây giờ thế này, hàng ngày đấy, cái đứa con 9 tuổi đúng không? Hay lớp 9? 9 tuổi ạ. 9 tuổi đi học đi anh. Đi anh lương thì đã làm, đã giật giờ rồi. Hết giờ về thì nhớ đưa đón con. Buổi tối thì hướng dẫn học một tí để em còn bán hàng online. Ví dụ như thế, em còn kinh doanh, em còn có shop, em còn thế nào thế kia. Thế rồi là đấy, mình cũng thay đổi cuộc sống gia đình một chút. Con nó cũng lớn rồi, mình làm ăn thì nghe có vẻ mình đảm đang, bởi vì không cần chồng đưa tiền mà vẫn nuôi được cả nhà mà ngon lành tự lập như thế. Thì nhưng mà nhớ rằng là nuôi đàn ông nó khác lắm, nó không thể nuôi như một cái con gì nữa, cứ cho nó ăn no rồi nó quanh quẩn ở nhà. Chứ cái chồng mà nó no rồi xong mà lại không vui nữa là nó hay mò đi. Cho nên thôi vợ chồng có lúc kéo việc cho ông ấy làm đi, sai ông đi ship hàng nhà mình đi, ví dụ như em xin lỗi em ăn kinh doanh gì, em làm gì? Em kinh doanh ngoài ạ, em có cửa hàng. Ôi trời ơi, thế mà không bố trí được công việc cho lão làm, lương tháng 6 triệu bạc. Không làm gì luôn ạ. Không cho làm thì có trừng phạt. Hãy nhớ là người ta vào một cái tổ nhóm gì, tổ về tổ hưu còn có cũng phải đóng góp quỹ các cụ, để lâu lâu còn hội họp ăn uống thăm viếng, huống chi như một gia đình. Tại mình cứ không đưa thì rồi về vẫn cứ chèo canh ngọt, để ông thấy chả có ông cái nhà này vẫn cứ ngon lành. Thế bây giờ thì mình phải giao cho ông ấy một số những cái công việc cũng như là trách nhiệm, ví dụ như là dỗ ông bà nội đấy, anh tiền không đưa cho em thì anh sang anh góp dỗ đi, Tết đến nơi để anh xem là biếu bên nội thế nọ bên kia thế kia đi. Anh ơi, em cũng làm rồi, năm nào cũng thế, em cũng nói hết. Mà em nói rất là nhiều lần rồi, khi mà không có chảy ra. Thôi thì không kiếm được tiền thì phải ngoan. Không chửi với âm mỹ lên ạ. Tóm lại bây giờ này không nghe người ta chọc phá. Mình thì đến cái tuổi này rồi có lẽ cũng không cần phá nhà phá cửa. Cho nên là một là cô kia có gọi điện, cô bảo thế này này, tôi ở nhà tôi cũng chán rồi, thôi thì nếu nó thỉnh thoảng cô có thèm thì ông nó sang thì cô cũng tranh thủ mà kiếm một tí nhá. Tôi cũng thấy đủ rồi. Mà cô không cần kể gì với tôi nữa. Em không cần biết là họ cãi nhau hay họ gì cả, nhưng mà nhà mình giữ mà không phải để cho nó chọc, để cho mình nhà mình tan nhá. Đấy, thế với hai nữa là mình cũng phải thiết quân luật một tí, lúc này mình chả còn sợ gì nữa, mình có tiền mình làm, mình chủ động được kinh tế gia đình chứ, mà ông ấy chửi ông lè nhè thì đẩy ông ra cửa đã chốt lại. Rồi, hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn của gia đình mình nhé. Xin cảm ơn chuyên gia tấm lập Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Dạ, đây ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng. Hai vợ chồng mình mới cưới nhau thì bọn mình là đều kết hôn lần thứ hai rồi, thế nhưng mà người vợ thì vợ của mình thì tức là cái chuyện chăn gối thì ở cái tầm tuổi 45 rồi, thế nhưng mà mình thấy là rất là khỏe, tức là mình theo mình thì là kiểu khỏe quá, tức là ngày nào quan hệ cũng được và có thể quan hệ đến 2-3 lần cũng được. Mình thì ở cái tầm tuổi này rồi thì mình cảm thấy là nếu không đáp ứng được thì lại có những cái nó không vừa lòng vợ mà đáp ứng thì là mệt. Mình muốn hỏi là bây giờ người vợ mình như vậy thì nó có những cái liệu trình gì để cho nó giảm bớt cái ham muốn về cái tình dục đi không? Rồi, thế là bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là 46.
À, vợ 45, chồng 46 mà vợ lại đang khỏe hơn chồng. Thế Đúng rồi. là ngày nào cũng đòi hỏi à? Ngày nào cũng đòi hỏi và ngày nào cũng được. Thế à? Rồi. Không biết là có cái biểu hiện gì liên quan đến bệnh lý hay không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, rồi. Ừ, tôi chào bạn. Dạ vâng, em chào chị ạ. Mình 46 tuổi mà nghe giọng mình rất là trẻ. Không hiểu là Dạ thể vâng. trạng tốt không? Rồi sức Dạ khỏe của mình tốt không? em tốt ạ, sức khỏe em tốt bình thường, nói chung là sức khỏe em là cơ bản là tốt. Về cái chuyện giường chiếu thì có thể là Cũng vẫn ngày nào thì ok cũng đúng vẫn có thể được. không? Nhưng Vâng, mà bây vẫn giờ là lại cảm thấy ok. là sợ là rồi mình có thể sẽ không đáp ứng được với vợ. Vâng, đúng Nếu rồi, đúng như rồi. mà nhu cầu nó như thế này đúng Vâng. không? Vợ năm nay 45 tuổi, kinh nguyệt vợ còn tốt không em? Dạ vẫn bình thường chị ạ. Bình thường hả? Vâng ạ. Vợ cũng đã từng có con rồi à? Dạ có con rồi ạ. Các em cũng không có ý định có con chung nữa đâu đúng không? Bọn em thì đang là cân nhắc về vấn đề này, về này đang cân nhắc là vì bọn em tuổi nó cũng lớn tuổi rồi ấy, Đúng rồi. nên là cân nhắc là để xem là có nên sinh tiếp hay không. Thực ra với một người phụ nữ 45 tuổi, kể cả thậm chí cô ấy có vẻ rất là khỏe, hay mình hiểu như là biểu hiện như là kiểu nội tiết tố sinh dục của cô ấy có vẻ rất là tràn trề đúng không? Tuy nhiên Vâng. thì ở cái người phụ nữ 45 tuổi thì cái chất lượng trứng nó cũng không thể như là lúc trẻ được ấy. Vì vậy việc có Vâng. thai tự nhiên ở cái thời điểm này thì nó cũng không thuận lợi như là ở cái lúc mà mình 20 hoặc 30. Dạ Thế vâng. và một cái mình cân nhắc rất là đúng đấy là gì, tuổi của vợ như thế này kể cả có thai tự nhiên đi chăng nữa thì cái nguy cơ mà nó không an toàn cho mẹ kể cả cho con nó cũng rất là cao ấy. Thế Vâng và vâng. có thai thì nó cũng rất gặp hay gặp những cái diễn biến nó không thuận lợi hoặc là những Vâng. cái nó không tốt cho em bé mà cần phải có sự theo dõi rất là chặt chẽ của cái bên y tế. Vâng, Ở vâng. thực ra thì rất tiếc phải nói với mình rằng là vợ như thế này là do trời cho rồi. Chứ À, nó cũng dạ không vâng. nó cũng không phải là bệnh lý hay là gì. Bây giờ á, người ta còn phải dùng thuốc để mà cải thiện hơn, tức là những cái người yếu hoặc là những cái người không ham muốn hay là những cái người quan hệ tình dục không chất lượng, người ta còn Vâng. phải 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 dùng thuốc để mà cải thiện cái sự đấy. Chứ còn bây Dạ giờ vâng. gần như cái thuốc mà để cho nó giảm đi hoặc là thuốc mà kìm hãm lại thì nó sẽ không có. Dạ vâng. Mà chủ yếu là cái này là hai vợ chồng mình sẽ tự điều tiết thôi. Nhưng mà Vâng cũng ạ. rất may là 45 tuổi thì cái khoảng thời gian mà hừng hực như thế này nó sẽ cũng không kéo dài lắm nữa đâu. Vâng. Thế mình chỉ hơn vợ có 1 tuổi thôi thì cái đời sống tình dục của mình kéo dài hơn vợ rất là nhiều. Chứ vợ vài năm nữa thì vợ sẽ tiền mãn kinh rồi đến mãn kinh và lúc đó thì cái nội tiết của vợ nó sẽ giảm đi rất là nhiều và nó mọi thứ nó sẽ trở về phù hợp với mình. Nhưng đúng như mình suy nghĩ tức là cái đấy nó là chuyện của tương lai đúng không? Còn Vâng. nếu như hiện tại bây giờ mà cứ như thế thì mình sợ là mình cũng bị ảnh hưởng tới cái đời sống của mình bởi vì mình cũng kết hôn lần hai rồi. Mình cũng không Vâng đúng muốn ạ. là vì cái chuyện đấy mà rồi nó lại tan vỡ hay là nó lại Vâng, gây nó ra lại tan sóng vỡ hoặc gió là trong gia lại đình thì mình nó cũng không không không. vui ở trong các cái cuộc sống, những lúc lúc Đúng bình rồi. thường ngày nó lại giận dữ rồi lại Đúng lọ kia. rồi, hai vợ chồng cũng cứ chia sẻ với nhau thì rồi hoặc là mình sẽ tìm cách mình giải tỏa cho cô ấy bằng nhiều các cái hình thức khác. Bởi vì em nói rất là đúng, nếu quan hệ tình dục quá độ hoặc đặc biệt là gượng ép không không chỉ vì lo cái này lắng cái kia thì chị nghĩ là cái chất lượng quan hệ tình dục nó không như mong muốn và điều Vâng, đó đúng rồi nếu chị. kéo dài nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em, ảnh hưởng tới chất Vâng, lượng đúng cuộc rồi. sống của em nhé. Rồi, bạn đã nghe Vâng. rõ rồi chứ? Chào bạn Dạ, nhé. Chúc vợ chồng bạn dạ hạnh cảm ơn. phúc. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo Hải Phòng đâu ạ? Alo.
Tôi đang nghe đây. Vợ chồng em với nhau đã được khoảng 21 năm. Rồi. Và đã được hai bé gái đã lớn. Nhưng hiện tại là chồng em đang đi ngoại tình và đã đi được mấy năm nay. Rồi. Em đã dù đã rất nhiều lần muốn bỏ qua và cũng đã có vài lần thực chặt là đã ly thân. Rồi. Vì nghĩ đến con cái nhưng mà chồng em thì lại không biết dừng lại mà vẫn cứ cố tình đi đến người ta đấy. Rồi. Nên là em thực sự là em không biết là mình đối diện với cuộc sống này như thế nào mà em hiện tại là đang ly thân. Em không biết là nên em có lên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào. Alo. Dạ, xin chào. Mình năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Dạ, em 40 rồi. À, 40. Ông chồng bốn mấy? Dạ, chồng 42. Chồng 42. Cái đối tượng mà anh ấy cặp bồ từ trước giờ vẫn có một hay là theo kiểu lăng nhăng nay cô này mai cô khác? Ừ, trước thì cặp bồ toàn người, còn cái đợt này thì cái cô này nhất quát không nhả ra và cô ta thì cũng bằng tuổi chồng. Và cái thứ hai là vợ chồng cô ta thì cũng đang trong tình trạng như thân vì chồng cô ta là cũng như cặp bồ với và ở với mình khác. Còn cô ta thì hiện tại là một mình nuôi ba người con và ở bên nhà cũ của nhà chồng. Rồi. Thế xong rồi anh ấy nói gì về cái vụ này? Ông chồng nhà mình ấy nói rằng đây chỉ là cô kia cô thiếu thốn tình cảm cho cô ấy một tí hay là anh rất yêu cô ấy hay là làm sao? Rất nhiều lần bắt được tâm mình nhưng vẫn nói là đấy chỉ là vào tâm sự và giao lưu và không bao giờ nhận mình dùng sai như thế nào. Giờ này thế sao tâm sự xong mình cũng đồng ý à? Cũng cho qua à? Thực sự là đúng là không phải là cho qua mà đã họp gia đình đã ngồi nói chuyện đã muốn gọi là giải bày để muốn bây giờ anh chấm dứt để quay về với gia đình để cho con cái nó có được một gia đình có cả bố mẹ hạnh phúc. Nên là anh ta là một người có nghĩa là tìm mọi đường quanh co thì cũng không chấp nhận dòng chia tay hay là bất cứ một cái gì, có nghĩa là bên vực có nghĩa là cái mối quan hệ này không sai. Mối quan hệ không sai đúng không? Vâng. Tức là kể cả ngủ thì cũng bình thường, người ta cũng ngủ đầy cả. Vâng. Đúng rồi, có nghĩa là anh ta biết quan niệm mình là đàn ông sẽ đi cặp bồ chuyện bình thường. Miễn sao mà cứ về nhà vợ con quan tâm lo lắng cho vợ con là được. Thế có lo lắng không? Quan tâm được cái gì? Theo anh ta cứ quan tâm là đi làm về nhà với vợ với con. Ví dụ có thêm một cái tiền rồi cho vợ con chăm lo gia đình như thế đã là được. Đưa tiền thật không? Đưa tiền thì ít mà dư lợi thì nhiều. Tiền thì nè, đưa tháng được 5 triệu xong rồi thỉnh thoảng lại có người đến đòi. Bây giờ thì ly thân tức là làm sao? Ông ấy vẫn ở nhà chỉ có điều là không ăn không ngủ với nhau hay là dạ. Mình cũng hầu cơm ông rồi chỉ có điều là không ngủ. Hiện tại là em bây giờ là em đang về bên ngoại, còn ông chồng thì ở nhà. Ôi dồi ôi, cái nhà ấy là nhà của vợ chồng làm nên ấy, hay là nhà bố mẹ chồng? Nhà vợ chồng làm nên. Tội gì mình phải bỏ nhà mình em ơi. Cái người muốn đi thì cho ông ấy đi, chứ mình ở đấy, mình còn con, còn cái, còn nhà, còn cửa, còn mình tội gì mình về nhà ngoại, bố mẹ mình chắc cũng già, tôi cũng lớn tuổi rồi, khổ thân các cụ ra. Con gái đã đi lấy chồng rồi mà lại không phải là giá như mà kiểu như là đang đi ở nhà thuê hay là nhà của bố mẹ chồng rồi không muốn ngứa mắt, không muốn gì. Mình nhà của mình, vợ chồng mình làm nên, tới trong đó có một phần của mình, tội gì mình rút đi để cho ông ấy. Có khi ông lại đưa người khác về cho nó, ông ấy ngủ cho nó đàng hoàng, nó phải phí không? Về nhà ngay, đầu việc là đâu có đó, ở hay không, ở ly hôn hay ly thân, nhưng mà nhà mình ở đã, xảy nhà ra thất nghiệp tội gì, đúng không? Dạ. Rồi, thế rồi các con nó lớn chưa? Mình bỏ đi thế thì nó... 40 mới có 40, các cháu sao mà lớn được? Thế mình đi sang ngoại, dạ, chúng nó có đứa nào theo mình không? Em lấy chồng nó sớm, 19 em đã lấy chồng rồi. Rồi. Một cháu là năm nay là 16 và một cháu là 20. Cháu 16, cháu 20. Thế cái đứa 16 với 20 nó có theo mình đi sang ngoại hay nó ở nhà với bố nó? Một cháu thì là học trên Hà Nội, còn một cháu thì là hiện tại ở nhà. Thế xong rồi, ở nhà với bố mình đi. Thứ nhất mình dạy. Việc đầu tiên là để ông hư ông thích đến đứa nào thì ông cút khỏi nhà, ông đi khỏi nhà, còn đây là nhà là của mình ở nhà mình giữ cho con, không phải đi đâu cả. Thích ly thân thì đấy thôi, ông đã chả thương yêu gì tôi thì từ nay đi cơm thằng nào thằng ăn, tôi cũng chả cần nữa ở cái tuổi này rồi, ABC gì đó thì cứ tự xem có ai người ta nuôi không, có ai người ta rước ông hay không. Đấy. Thế còn mình thì mình chăm lo cho con, lấy cái chuyện con cái làm niềm vui. Con nó 16 tuổi với lại nó 20 trên Hà Nội, nó học đại học, nó có thể chia sẻ được với mẹ rồi. Mẹ khổ quá, bây giờ các con nghĩ thế nào đấy, bố con như thế và ấy thế nọ. Mình hãy lấy con làm bạn. Hai nữa là ở nhà mình cho an toàn. Thứ ba là mình giữ cái tiền lấy bạc của mình, cơm nước mình. Thế còn mình chăm sóc một người xứng đáng, còn không xứng đáng thì mình kệ. Thế còn thì chả ngủ thì thôi, đúng không?
Thế tội gì mình bỏ đi đâu cả. Việc đầu tiên là quay trở lại nhà mình nhá. Ông không đuổi mình tự đi, bây giờ mình tự về. Nhà tao, tao về, tao chả biết gì tao phải đi đâu. Đúng không? Đấy, đấy là một. Cái thứ hai nữa là ông ấy cãi thật ra thì cũng còn là cái tốt đấy. Chứ ông mà lại cứ thú nhận là ừ đấy, tao cặp bồ đấy, mày làm gì được tao thì làm. Có những người đàn ông như thế đấy. Thì nghĩa là ông ấy chả cần gì nữa rồi. Nghĩa là làm tôi cô thích viết đơn thì viết đơn tôi ký ngay, nhưng mà đây cứ quanh co đến tóm cổ trong nhà nghỉ vẫn bảo chỉ là tình bạn giao lưu, nghĩa là cũng không muốn chọc giận vợ, cũng muốn là không muốn phá cái nhà này, đúng không? Tức là chỉ tham thôi, vợ với nhà với con vẫn còn nhưng mà vẫn muốn có cái cô kia một tí. Đấy. À, ông ấy làm ăn gì không? Dạ có đi nhận công việc. Thế hả? Thế xong có kiếm được tiền có mang về đóng góp chia sẻ với này, vợ nuôi con không? Cũng có một phần. Ừ, có một phần. Bây giờ thì thật ra thì bản thân mình nghĩ thế nào, chứ không thể ở nhà ngoại mãi được, mà ly thân thì nó chỉ là cái giải pháp tạm thời để đôi bên lùi ra xa, để nhìn nhận lại mối quan hệ xem là có đáng là vứt đi hẳn hay là lại nối lại, chứ còn không phải ly thân là một biện pháp đâu. Đôi khi người ta cãi nhau rất là to nhưng người ta đang cân nhắc giữa việc là nghiến răng chịu đựng hay là ly hôn, vậy thì người ta tạm thời ly thân lùi ra một xa một chút, mỗi thằng ở một nơi để ngẫm thấy rằng thực ra thì chia tay cũng khổ nhỉ, đúng là cứ ở chung thì ngứa mắt nhưng mà bây giờ mà xa nhau cũng thấy nó hỡng hụt trống vắng, thế thì rồi người ta sẽ tìm cách người ta về với nhau chứ không phải là đi về nhà ngoại ở những tuổi của mình bốn mấy này đâu nhá. Cái thứ hai nữa là về nói chuyện thẳng đi. Thế tóm lại bây giờ ông muốn gì? Ông có muốn là giữ cái nhà này không? Tôi đến tuổi này rồi thì thật ra thì rồi mấy bữa nữa con nó lấy vợ lấy chồng, tôi cũng theo chúng nó, bế cháu nội cháu ngoại, tuổi tôi cũng thế nọ thế kia. Mình cũng không phải bảo là tôi giải phóng cho ông để ông đi đi với nó, còn thì tôi đi với người khác. Mình cứ luôn luôn nhắc là mình thì thực sự rất là mong muốn là kết hôn một lần và duy trì cuộc sống hơn nữa. Còn anh trả lời giờ anh muốn thế nào? Thế nếu ông nói rằng là anh muốn nhà, anh muốn có em, muốn các con, nhưng mà anh muốn cả cô ấy nữa, thì mình biết rằng à thế vậy là cái cô kia thì nó chỉ là thị phần 20%, còn mình 70%, 80%, mình tìm cách dần dần để đẩy cô ra, mình lôi ông ta về, đúng không? Thế trong thâm sâu mình muốn thế nào? Kệ hay là... Thâm sâu là thật sự là muốn quay về để gia đình đoàn tụ. Thế thì về đi, trước hết mình phải về đã nhé. Muốn níu kéo thì mình phải về đã. Mẹ đi đằng mẹ, con đi đằng con, chồng đi đằng chồng, thì mình phải hâm lại không khí gia đình. Kệ ông không về thì thôi, tối mẹ con nấu xì sụp ăn với nhau, gà rán thơm lừng lên xong rồi làm lẩu, hai mẹ con ngồi ăn, ông về ông thèm, ông mới thấy không khí gia đình nó ấm áp chứ nhá. Về nhưng mà không biết là đối diện cuộc sống nhà thì nó thế. Em sang bên nhà ngoại thì em không phải đối diện à? Nó ở vấn đề ở trong đầu mình chứ không phải là vấn đề ở mắt đâu mà đối không đối. Sang bên kia nghĩ con ước chứ, lấy chồng từ lúc 19 bây giờ 40 tuổi, mấy chục năm đi làm dâu, nay lại về làm khổ bố mẹ. Bố mẹ không nói thương mình thôi chứ nhìn thấy cũng xót xa chứ. Ra cô gái 40 mấy tuổi đầu rồi, cuộc sống thế nọ thế kia nhá. Đối diện đi, chẳng có làm sao cả, đời còn dài, không có cơm thì chết, chứ còn thì chưa có ông thì chưa chết ngay được, khắc phục dần dần nhá. Nhưng mà phải quay lại gia đình để hâm nắm cái không khí gia đình đã. Vâng. Nhá. Rồi bạn nghe rõ rồi chứ, chào bạn nhá. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Vâng, alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây. Vâng, xin chào anh và chuyên gia tâm lý ạ. Vâng. Em đến từ Bắc Ninh, em năm nay 38 tuổi, kết hôn với vợ em cách đây được 5 năm. Thì, vợ em có thai một sảy và mắc bệnh miễn dịch ấy. Vâng. Vợ em bây giờ ổn định rồi nhưng mà gần đây vợ em đi khám thì lại phát hiện bị... cường giáp thì vợ em suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ bị gọi là rối loạn tư tưởng rồi, là cứ đòi ly hôn ấy, nhưng mà em phân vân quá không biết như thế nào. Vợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em năm nay 30 tuổi ạ. 30 tuổi chưa có con đúng không? Vâng ạ. Rồi tức là vợ em bị sảy 2 lần ạ. Bị sảy 2 lần và bây giờ khả năng có thai lại là khó đúng không? Với lại càng cường giáp nữa. Đầu tiên thì để lý giải cho bạn cái chuyện sảy thai cũng như là về cái cường tuyến giáp ấy, thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Thế cuộc sống cũng vất vả nhỉ? Vâng, vất vả bác ạ. Kết hôn 5 năm rồi mà chưa có con, mà vợ thì các cái bệnh của vợ thì nó cũng khá là mãn tính, rồi có nhiều bệnh phải điều trị suốt đúng không? Vâng. Em có biết là vợ bị mắc bệnh về hệ thống miễn dịch là bệnh gì không? Nó là lupus ban đỏ hay là nó là cái gì? Bác sĩ chuẩn đoán bị sờ tim
statin ạ. Ừ, tức là một cái bệnh đấy là cũng phải dùng thuốc suốt đời đúng không? Tạm thời thì 2 năm nay thì không phải uống ạ. Ừ, 2 năm nay ổn định không phải uống. Vâng. Thế nhưng mà hiện tại thì lại bị cường giáp nữa. Vâng ạ, cách đây khoảng 1 tháng thì phát hiện bị cường giáp ạ. À thế ạ, nhịp tim lúc nào nó cũng nhanh à? Xong rồi chân tay có run rồi là rất là luôn luôn ở trong cái trạng thái nó cũng khá là kích động không? Vâng ạ, gần đây thì mấy hôm nay bị kiểu rối loạn tư tưởng ạ, cứ đòi ly hôn nhưng mà em đang phân vân, không dám nói gì. Cường giáp của vợ đã được điều trị chưa? À, cũng đang điều trị, cũng uống thuốc điều trị ạ. À, đang được uống thuốc điều trị rồi đúng không? Vâng. Thế thì cái thuốc này thì em đưa vợ cũng đi khám mỗi tháng một lần à? Vâng, mỗi tháng một lần ạ, bác sĩ kê thuốc uống theo đơn của bác sĩ ạ. Ừ. Thế và cái đợt khám vừa rồi thì nó đã có những cái biểu hiện về tâm lý này chưa? Có thông báo với cả bác sĩ đang điều trị cho vợ mình không? Tâm lý thì nó ổn định hơn đợt đầu ạ. Mới đầu thì nó uống nhiều thuốc mà đợt này giảm ạ. Đợt 2 giảm hơn. Năm nay vợ em bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em 30 ạ. À 30. Ừ. Thực ra thì bạn ấy cũng còn rất là trẻ, mới có 30 tuổi. Thế và mặc dù là đã lấy chồng 5 năm rồi nhưng mà chưa có con. Thế và lại mắc những cái bệnh, toàn những cái bệnh mà mình phải uống thuốc rất là nhiều ấy. Thế với một số thuốc chắc là nó cũng có các cái tác dụng phụ của nó liên quan đến tâm lý ấy. Thế và làm cho bạn ấy hiện nay chắc là đang rất là lo lắng, một phần lo lắng về bệnh tật rồi là cũng bi quan. Thế và trong cuộc sống gia đình thì nó cũng nghĩ, tự bản thân bạn ấy chắc nghĩ cũng nhiều điều bế tắc ấy. Và bạn ấy không muốn làm khổ em nữa. Là tâm lý có thể là cũng những cái thuốc mà bạn ấy uống như thế này, hoặc là đang trong bệnh, đang trong những cái giai đoạn cấp như thế này thì người ta thường khuyên là không có con. Nên có con, bởi vì là kể cả cường giáp hay là những cái bệnh về tâm lý hay là những cái bệnh khác nữa mà đang trong giai đoạn điều trị mà lại phải dùng thuốc mà có con thì nó không tốt cho em bé nếu như có thai. Và mặt khác nữa thì nó cũng không tốt cho cả sức khỏe, cho cả người mẹ nữa. Chính vì thế là những cái người mà đang điều trị như thế này thì bao giờ chúng tôi cũng khuyên là không nên có thai ở trong cái giai đoạn này. Rất nhiều những cái yếu tố khác nó sẽ ảnh hưởng và nó tác động tới tâm lý của bạn ấy. Làm cho bạn ấy một mặt thì không yên tâm về điều trị, luôn luôn tự ti về cái sức khỏe của mình. Rồi bạn ấy cũng có thể mắc một số những cái rối loạn về sức khỏe, về tâm thần nữa. Thế chính vì thế mà nó làm cho bạn ấy thấy nó cuộc sống nó không thoải mái, dễ dàng. Thì nghĩ tới cái việc ly hôn đấy. Tuy nhiên thì theo chị như này, em băn khoăn như thế rất là đúng. Ở ngay trong cái giai đoạn như thế này thì chắc chắn là em sẽ không nghĩ tới cái chuyện ly hôn vợ đúng không? Cô ấy đang như thế, phải ở bên cạnh cô ấy rồi động viên cho cô ấy điều trị, tiếp tục điều trị cho nó ổn định, giống như là cái bệnh về miễn dịch ấy. Đấy, thì sau khi điều trị nó đã ổn định rồi thì cái cường giáp cũng thế, mình cũng sẽ phải hỗ trợ cùng với cô ấy rồi theo dõi cái tiến trình điều trị cho cô ấy nữa. Để thông báo với bác sĩ những cái mà nó diễn tiến nó không thuận lợi trong cái việc điều trị của cô ấy chẳng hạn. Thế sau này khi mà sức khỏe nó ổn định rồi thì mà phục hồi được tốt thì có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc có em bé ấy. Thì lúc đấy mình sẽ tính giai đoạn tiếp theo, chứ còn ở trong giai đoạn này chắc chắn là mình sẽ phải đi cùng với cô ấy để mà đỡ cho cô ấy. Chứ còn nếu như ở giai đoạn này mà cô ấy còn gặp những cái sang chấn tâm lý nặng nữa, ví dụ như là ly hôn chẳng hạn hay là tan vỡ gia đình, thì chị nghĩ là nhiều người ta sẽ mắc vào những cái nặng hơn, ví dụ như là trầm cảm hay như là rối loạn tâm thần, và người ta sẽ có những cái hành vi tự sát hoặc là những cái hành vi mà nó không thuận lợi cho sức khỏe của người ta ấy nhá. Thế thì trước mắt như thế này thì cứ tạo một cái không khí thật là vui vẻ, rồi là động viên cho cô ấy theo cùng với cô ấy để điều trị cho nó ổn định tất cả các cái bệnh tật của cô ấy, và tạo một cái môi trường thật là tốt. Thì chị hy vọng là cái tâm lý của cô ấy sẽ được cải thiện và sẽ không nghĩ đến cái việc đó nữa nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, em cảm ơn anh ạ, và em cảm ơn chương trình ạ. Hy vọng là cuộc sống của vợ chồng bạn sẽ ổn định và hạnh phúc nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí.
xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Alo, Yên Bái đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em chào anh. Vâng. Em chào cả các anh chị trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng. Thì anh cho em hỏi là em muốn hỏi về đường tình duyên của em trai em ấy. Vâng. Vâng, thì em trai của em là sinh năm 2001. Vâng. Thì em ấy cũng có quen vài ba lần bạn gái rồi, nhưng mà kiểu là đầu tiên quen nhau ấy thì là các em ấy cũng yêu nhau, quý nhau lắm. Nhưng mà vâng, sau một thời gian quen nhau chừng độ 6-7 tháng, có em thì gần 1 năm, thì tự nhiên thì cứ là em gái nào cũng là chủ động chia tay em ấy. Thì em muốn hỏi các anh bên chuyên gia coi như là cũng tư vấn hộ em là coi như có phải em ấy sinh năm 2001 thì là em ấy, em trai em là có duyên âm, hay là do là em ấy chưa có sự nghiệp rồi thì là các em gái cứ tự chủ động bỏ em ấy ạ. Thế bây giờ là muốn là 2001 là phải có người yêu rồi đúng không? Là phải chuẩn bị lấy vợ đến nơi rồi đúng không? Và trong khi đó, tức là mới có 21 tuổi mà đã lo lắng như thế rồi. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 38 ạ. Lấy chồng chưa? Dạ em có rồi ạ. Ờ, thế là ngày trước thì lấy chồng, yêu một anh xong là lấy luôn làm chồng à? Dạ em cũng có yêu nhiều, nhưng mà kiểu là các em nông thôn ấy. Ngay bản thân bạn trước khi lấy chồng cũng yêu vài ba mối tình rồi còn gì nữa đúng không? Dạ vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Rồi xin chào, mình là chị hay là em là chị ạ. Chị cả đấy à? Chị cả hả? Thế vâng. cách xa nhau cậu út đấy hả? Dạ vâng, em đấy là em chú út của em ạ. À em chú út. Rồi, vâng. Nói thật chứ 21 tuổi mà, nó còn trẻ con lắm, nhất là thời đại này, ra những cuối thế kỷ 20 ấy, dần dần 8X ấy, thì may ra bảo thôi 21, 22, chúng nó cũng chững chạc rồi, nó cũng đi học đại học, vừa học đại học, nó lại còn vừa đi làm thêm để nó không phải xin tiền bố mẹ. Bây giờ nhiều chàng trai 25, 27 nó còn lêu lỏng, nó còn chơi, ấy. Học xong đại học nó còn chả chịu đi làm, nó ở nhà nó chơi game với nó nghịch. Vân vân. Thế thằng cu nhà mình thì nó làm gì, học hành gì không hay là đang làm gì? Dạ em ấy đang làm công ty thôi ạ, nhưng mà kiểu là nhiều khi em thấy em ấy kiểu là quen vài ba bạn gái rồi thì chưa chi các bạn gái lại đã chia tay. Rồi. Đầu tiên thì quen nhau thì yêu nhau lắm, vâng, mến nhau lắm, nhưng mà dần dần cứ độ một thời gian, ví dụ 5-6 tháng cái thì các bạn gái lại chủ động chia tay em ấy. Thế là em thì yêu thì em lại xác định thực sự ấy. Nhưng mà các bạn gái thì kiểu là cứ chủ định chia tay vậy, xong vài ba lần như thế thì này, em tóm thấy lại, em biết rồi. Cậu chồng có đẹp trai không? Nhìn người cao ráo đẹp trai ạ, mà hiền lành thật thà. Rồi. Cái đẹp trai cao giáo hiền lành thật thà là cái hút ban đầu. Các cô gái nào cũng thích hot boy. Nhưng mà không ai người ta sống với cái hot mãi được. Nếu như mà một chàng trai 21 bây giờ làm công ty tháng được 7 triệu, nộp cho mẹ tiền ăn 6 triệu còn có mỗi triệu bạc, nhà chả biết làm gì. Thế thì những cái cô gái mà khi sau khi mà làm quen với cái bạn này xong chững lại với giật mình thấy là à, lại có lẽ mình lại ngưỡng ngước mắt tới những cái chàng trai 27-28, thằng anh trưởng phòng hay là cậu kỹ thuật 27-28 rồi lương giờ 18-20 triệu, lại còn đã nhà đã có thế nọ thế kia. Thế còn thì lúc mà yêu thì có thể là thấy cũng hay hay, hiền lành cao giáo, đi chơi một tí, đấy là làm về phía cô gái. Còn một phía nữa mình chưa chắc là bạn con trai em trai nhà mình nó thế nào, biết đâu à, chồng thì thế thôi nhưng mà đần lắm cơ, chả biết nói năng gì, giao tiếp thì kém, ngồi thì cứ đỏ mặt, lần nào đi chơi gọi một cốc nước mía, hai đứa ngồi nhìn trời nhìn đất cả buổi tối thì con gái nó cũng chán. Những anh chàng nó phải nhanh nhẹn, gọi là mồm miệng đỡ tay chân, khéo léo nọ kia. Mình không đã có không có tiền thì mình phải quan tâm chăm sóc. Vâng. Nhưng mà cái đấy thì lại cũng lại cứ ngồi y ra. Thế rồi lại có cái loại nữa là nó thấy yêu 2-3 tháng rồi xong thì chả thấy làm gì. Làm gì ở đây mình phải hiểu nó làm gì đấy, đúng không? Vâng, vâng. Nó lại nghĩ là khéo thằng này, khéo hay lại là làm sao. Thế xong rồi nó nói bóng lấy gió để thấy em mình cũng hiền lành, cũng thấy chỉ muốn yêu thôi, chẳng làm gì. Thế là các cô gái bây giờ, cái nhất là các cô cũng va đập nhiều, đi công ty, công teo, nó cũng tiếp xúc với nhiều đối tượng. Mà có thể em mình nó cứ nhạt nhạt như là cốc nước mía ấy. Khát lắm thì phải uống, chứ còn không thì chẳng gì cũng phải cốc trà sữa, nó có nhiều mùi, nhiều vị, đúng không? Thứ nhất là chả có duyên âm nào nó bám về em mình đâu, có ma nó bám. Cho nên là... Thì là bà mẹ chồng em ấy, bà thì đi xem bói xong thì bà lại thấy thầy bảo là
có duyên âm. Thế thì bà em cũng lo bảo là thế, cứ thấy các em gái chủ động bỏ như này thì bà em bảo hay là nó có duyên âm mà mình chưa kiểu là chưa cắt được duyên âm cho. Thứ nhất là nó còn trẻ, thứ hai còn non. Thế vậy thì hỗ trợ chị à? Thế nào thế cậu đi chơi với con gái á, mình có bỏ tiền không? Ăn uống lần đầu thì thường thế nào? Mấy lần thì bắt đầu hôn nhau, thế xong rồi hôn thì làm sao? Thì mình cũng phải tỏ thế. Con gái bây giờ à, nó cũng thích là phải quan tâm này, thì cũng chiều này, không phải là chỉ có hiền lành, chỉ có đi chở xe máy đi lòng vòng quanh khu công ty xong rồi dừng lại một quán trà đá thì rồi mà biết chuyện thì chả biết gì cũng sẽ chán. Mình cũng bày cho em một vài trò thôi, thì cái mẹo mình cứ suy từ bụng ta ra bụng con gái. Nhưng mà mình là người của thế kỷ trước, các con gái bây giờ là hiện đại mà, thì mình cũng, cũng tham khảo. Thứ hai nữa động viên, đặc biệt là mình là người trẻ hơn, mình phải có cái ngăn cản với bà mẹ chồng nhà mình chứ, rằng là thì ra là mà là chú ấy còn trẻ còn non không đi đâu vớ vẩn, khéo lại bập phải cái cô lại bạo dạn quá, cô ấy mấy đời người yêu rồi xong rồi thì cũng quá chết, là cứ để cho chú ấy hưởng thụ cái đời trẻ đi đã nhá. Vâng. Rồi bà đã nghe rõ rồi chứ. Bà em thì cứ lo bảo hay là có thầy nói vậy có duyên âm mà em cứ bảo vậy thì để em hỏi anh chuyên gia. Rồi thì bây giờ hỏi rồi nghe rõ rồi đúng không? Chào bạn nhé, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Alo, Đồng Tháp đâu ạ? Dạ, xin chào, là Trung Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào bạn. Anh luôn cho em hỏi là bé nhà em ấy, năm nay là 13 tuổi, mà có nghĩa là bé đang bắt đầu xài điện thoại, mà em không biết là nên sử dụng cho bé là xài, có nghĩa là những cái chương trình gì hoặc những cái tiết, có nghĩa là phù hợp lứa tuổi của bé ấy ạ. Ừ, 13 tuổi đúng không? Dạ, vâng ạ. Con trai con gái vậy? Dạ, con trai ạ. Thế sao cho mua điện thoại cho nó à? Dạ, có nghĩa là bây giờ bé năm nay là cũng 13 tuổi nên là cũng cần điện thoại rồi. Chưa, nhưng mà đã mua chưa? Dạ, chưa mua, nhưng mà bây giờ là nhà bây em giờ là nên mua điện thoại loại nào đúng không? Mua. Ừ, rồi. Ok. Dạ, vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, rồi, vâng ạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Ừ. Con trai 13 tuổi học lớp mấy nhỉ? Lớp 7 ạ? Dạ, năm nay học lớp 8 ạ. Lớp 8 trông cao to phổng phao chưa, dậy thì chưa? Dạ, vâng. Đang học lớp 8 ấy mà, chưa phải có cái gì ở trên điện thoại cả. Chẳng có cái gì học được ở trong điện thoại cả. Trừ trường hợp là ví dụ con đi học ở xa, bố mẹ hay đón ấy, cho con cái điện thoại, người ta gọi là điện thoại cùi bắp. Cùi bắp tức là điện thoại đen trắng Nokia độ 200-300 nghìn, hay là mua đồ cũ ấy, sim cũng sim Viettel thôi, chỉ có mỗi một chức năng là bố mẹ gọi thì hey, con tan học chưa, đứng ở đâu để mẹ đón, thế sao chưa về, bây giờ 5 giờ rồi mà 4:30 tan đi giờ chưa về chơi đâu, để mình giám sát con thôi. Thế còn thì học cái gì, lúc nó học cả ngày ở trường nó còn chưa chết mệt thì sao, tối thì nghỉ ngơi giải trí xem TV một lúc rồi làm bài tập đi rồi ngủ. Chứ còn điện thoại hiện nay thì nhiều người cứ lấy lý do là thông qua điện thoại con học được cái đó. Trong cái dịp Covid ấy, mà học online ấy, thì được. Vì lúc là cả nước người ta phải chịu hoàn cảnh nó đẩy đưa. Nhưng mà thời gian này nó học nhiều lắm rồi. Mình cũng tin là sang năm nó lớp 9 nó còn vỡ cả đầu về học nữa cơ. Đúng không? Cho nên là, dạ thưa anh, là bây giờ có nghĩa là em muốn hướng bé như kiểu có một cái gì đấy vừa. Có nghĩa là dạy bé về đạo đức ấy. Và xem cái chương trình nào nó phù hợp. Chẳng hạn em cho bé xem cái chương trình chẳng hạn nên là vượt lên chính mình. Hoặc là những cái chương trình nào thì nó phù hợp với cái lứa tuổi của bé để phát triển về trí não mà phát triển cả về đạo đức ạ. Thứ nhất đạo đức chả có cái kênh nào bằng cái kênh mẹ. Người ta nói là cái kênh bố mẹ dạy con là tốt nhất, là con đẩy cho vào đấy, con cứ vào trong YouTube đi, con đọc cái hạt giống tâm hồn với lại đạo đức đi. Không ai dám chắc rằng bên cạnh cái hạt giống tâm hồn nó lại có mấy cái hạt cũng hạt cỏ thì sao, đúng không? Nó đã chui vào đấy thì nó mênh mông bể sở, nó cứ cái nọn nó lại luồn sang cái kia. Nó đang xem hạt giống tâm hồn hướng về, có một cái bài, có một ông thầy ông đang dạy về tình yêu hay là sự lòng kính trọng bố mẹ, nhảy bốp một cái một cô gái đang không mặc gì chẳng hạn, thế là nó quay sang cái cô gái không mặc gì chứ nó bỏ đạo đức ngay. Cho nên là một là bố mẹ này dành, hai nữa là nếu có thì chương trình TVL gì đó này, thứ ba là mua sách cho con. Thật ra sách hay lắm ấy, bởi vì lọt được qua nhà xuất bản mà để nó đưa những cái độc hại vào ít lắm. Hiện nay là ngoài hiệu sách ấy, hạt giống tâm hồn cũng có rồi, những kỹ năng sống rồi là kỹ năng giao tiếp rồi xử lý khi bị bạn bắt nạt rồi xử lý khi trái tim rung động, ví dụ như thế. Những cuốn sách ấy mình đừng có hỏi là con có thích đọc mẹ mua, cứ mua để mặt bàn yên tâm, trẻ con nó có tính tò mò lắm. Anh làm ơn cho mà hỏi chẳng hạn như bây giờ em cho xem chẳng hạn như cái chương trình về Phật pháp, có nghĩa là hướng về những điều thiện như thế cho bé xem cái đấy thì cái đấy rất hay, nhưng mà phải đạt đến một trình độ
lý luận, mình có đầu có óc bản lĩnh vững vàng rồi cơ. Dạ vâng ạ. Ừ. Người lớn rồi thì mới hiểu nó sâu sắc, bởi vì những lời Phật dạy nó thâm sâu lắm. Bây giờ các cháu lại tự nhiên lại cứ vay là trả, với lại cõi đời, với lại trả hướng gì đấy. Các cháu cứ học ở trường, ở lớp học, ở sách giáo khoa, học ở TV, đài báo, học ở bố mẹ. Thế là quá thừa rồi nhá. Dạ vâng, và em xin cảm ơn anh, xin cảm ơn chương trình ạ. Xin chào nhé. Rồi chào bạn nhé, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Vâng em ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em muốn hỏi về sức khỏe cho vợ em ạ. Rồi, vợ bị làm sao? Vợ em tức là sau khi một lần quan hệ tình dục ấy là ngày mai là có đau lưng dữ dội đấy ạ. À thế à? Sức khỏe là bị sao đấy. Rồi, thế là một tuần quan hệ mấy lần? Tuần là còn 3-4 lần nhỉ. 3-4 lần, và 3-4 lần đó thì đều ngày hôm sau bị đau lưng dữ dội à? Ừ, đúng rồi. Đã đi khám ở đâu chưa? Chưa. Thế à? Rồi, và năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 40 ạ. Vợ bao nhiêu? Em 42. Thế cái hiện tượng mà đau lưng dữ dội nó xảy ra cách đây lâu chưa? Cũng khoảng năm nay rồi. À, mới năm nay nó bị thôi đúng không? Vợ 42 tuổi rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Vợ 42 tuổi thì kinh nguyệt của vợ dạo này thế nào em? Kinh nguyệt vợ em vẫn đều ạ. Vẫn đều hả? Em được mấy cháu rồi? Một cháu ạ. Mới được một cháu. Vợ bị đau lưng, tức là tất cả các lần quan hệ tình dục cứ mỗi lần quan hệ xong thì vợ lại bị đau lưng à? Vâng ạ. Em có kiểm tra xem có các cái tư thế gì nó lạ hoặc là những cái tư thế gì nó khác thường trước đây, đặc biệt là những cái động tác mà nó tì đè nhiều vào cột sống không? Không ạ. Bởi vì là những cái mà nó đau lưng mà nó do sau khi quan hệ tình dục thì phần lớn là, mà những cái bệnh lý của cột sống thì phần lớn là do cái hành vi quan hệ tình dục của mình. Có thể nó quá sức chịu đựng của vợ, hoặc là những cái động tác hoặc là những cái tư thế nó không thuận lợi thì nó có thể gây ra đau lưng như vậy. Trên nền một cái người có thể có mắc các cái bệnh về cột sống ý. Anh Văn anh nói rất là đúng đấy, ai lại để đến một năm rồi. Phải cho vợ đi khám đi chứ nhỉ? Bây giờ nói chung là nó cũng vừa mới xảy ra trong khoảng độ gần đây thôi, không phải là gần đây. Năm ngoái năm xưa là cũng không có hiện tượng đấy. Ừ, thế nhưng mà 42 tuổi thì bắt đầu nó cũng bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Nó sẽ xuất hiện nhiều những cái mà trước đây chưa bao giờ có. Thế một vài năm nữa, ví dụ 5-7 năm nữa khi mà bước vào giai đoạn mãn kinh chẳng hạn, thì nó cũng lại càng xuất hiện thêm những cái bệnh khác ở người phụ nữ khi mà người ta mãn kinh nhá. Thế mình không nên chủ quan mà lại đau lưng như thế thì cần phải đi kiểm tra cuộc sống luôn, xem là nó có bị cái gì bất thường không. Thế bây giờ vợ em bây giờ nó đang bị tiểu đường với mà em muốn sinh nở thêm cháu để có ảnh hưởng như vậy. À, vợ đang bị tiểu đường à? Vâng. Bao nhiêu năm rồi em? Mới năm nay ạ. Đã được điều trị chưa? Đến khám ở bệnh viện xong rồi lấy thuốc hàng tháng uống đúng không? Vâng. Tôi nghĩ rằng là nhà em chắc là để mà vợ có thai tự nhiên thì nó sẽ khó hơn là những trường hợp khác. Vợ 42 tuổi thì cái chất lượng trứng của vợ nó cũng đã khác so với trước đây rồi. Việc có thai tự nhiên nó không thuận lợi rồi. Xong lại bây giờ lại còn quan hệ tình dục lại bị đau lưng nữa. Thế không hiểu là nó có những cái bệnh lý gì của cột sống hoặc là khớp háng hay không. Thế và trên nền một người bị tiểu đường thì rất cần phải có sự theo dõi của cơ sở y tế, bởi vì là nếu có thai em bé cũng có thể bị mắc một số các cái bệnh bẩm sinh khi mà mẹ bị tiểu đường. Thế cho nên là chắc là phải cân nhắc rất là kỹ. Vâng, chắc là bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ. Xin chào bạn nhé, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Trong các chương trình sau. Trong các chương trình sau. Và bây giờ đó là một câu hỏi của một khán giả gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo. Vâng, alo, xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Dạ vâng, chào bạn. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình được không? Vâng, em nhờ chương trình tư vấn cho em một chút về việc tình cảm ạ. Rồi, bạn nói đi. Vợ chồng em đã ly hôn ạ, được 3 tháng nay. Nhưng mà bây giờ là em về nhà là nhiều khi là có nhiều cái áp lực ở trong gia đình. Rồi. Em đang muốn chuyên gia tư vấn cho em là hiện tại là em nên ở hay là em ra ngoài em ở?
Các bạn lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Em lấy nhau được 15 năm rồi. Thế à? Thế là được mấy em bé rồi? Em lấy hai. Một cháu năm nay lớp 10, một cháu năm nay lớp 5. Thế làm sao mà lại ly hôn? Cuộc sống nhiều khi vợ chồng nó cũng có nhiều cái nó bất hòa. Nhưng mà thực ra thì em cũng không muốn gia đình nó trục trặc. Nhưng mà vợ em nó kiên quyết là ly hôn. Cái lá đơn đầu tiên thì em cũng sẽ rồi. Nhưng mà một mình cô ấy cứ đơn phương ra tòa thì em cũng đành phải chấp nhận. Rồi, thế bạn đã ly hôn 3 tháng nay đúng không? Vâng. Và vẫn sống chung trong cùng một mái nhà? Đúng rồi. Mỗi người một phòng. Mỗi người một phòng. Thì con thì thế thì có ăn chung không? Các con? Các con đi học thì hôm em đưa đi, hôm thì mẹ đưa đi. Còn nấu nướng thì mẹ ở nhà mẹ nấu cho các con. Thì em thì thường đi làm thì em cũng ít khi ở nhà. Tóm lại là bạn không ăn chung với ba mẹ con đúng không? Có ăn cùng với bố mẹ. Bố ăn thì mẹ thôi, mà mẹ ăn thì bố thôi. À thế à? Bây giờ bạn nói rằng là muốn ra ngoài ở chứ không ở chung một mái nhà nữa. Bởi vì đã ly hôn rồi mà vẫn ở chung mái nhà thì vô hình chung là mâu thuẫn nó vẫn tiếp tục nảy sinh đúng không? Đúng rồi. Và tòa thì cũng đã phân xử cái chuyện con cái rồi đúng không? Hoặc là hỏi ý kiến các con là ai ở với bố, ai ở với mẹ rồi đúng không? Các con thì hiện tại nó tự nguyện là nó ở với mẹ. À thế à. Thế bây giờ thì bạn xác định tương lai của mình như thế nào? Cái tương lai của em bây giờ em lo lắng nhất là khi mà các con ấy nó không có cái tội gì cả, nhưng mà thực ra là nó đang ở cái tâm lý này rồi. Nhiều khi mà tức là bạn xa chỉ là nó ảnh hưởng đến tâm lý của các con rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 42 rồi anh ạ. À thế à. Thế là ông bà nội, ông bà ngoại có gần đấy không? Ông bà nội ở xa anh ạ. Ông bà nội ngoại thì đều ở xa hết. Có mai vợ chồng em là ở đây lập nghiệp, xây dựng nhà cửa đấy rồi. Và bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Văn Ninh. Dạ vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Bây giờ mình đi làm gì em? Em lái xe anh ạ. Thế à, xe đường dài hay xe tải hay xe công ty? Em lái xe công trình, vừa rồi em làm ở công ty nhưng mà cũng điều kiện cái thu nhập là cũng không ổn định. Nên bây giờ em vay mượn, em mua cái xe em đi làm. À rồi, thế cũng tốt rồi. Vâng. Tòa hôm ra tòa ấy có nói là cái nhà ấy chia thế nào không, hay là cái chuyện là mỗi người một phòng đấy là tự mình thỏa thuận? Cái nhà thì bọn em chỉ là ra tòa đồng thuận ly hôn thôi, còn về tài sản thì bọn em tự nguyện. Sẽ tự nguyện, sẽ tính sau. Đồng thuận, vâng. Anh hỏi một chút, mặc dù nó là phát trên sóng quốc gia nhưng mà vẫn cứ hỏi để thành thật với nhau. Thứ nhất, em có bồ không? Lỗi mà vợ bỏ em có phải bồ mình gì không? Cũng chung thủy một vợ và hai con. Tốt. Thứ hai là lô đề cờ bạc nợ nần gì đến nỗi mà bây giờ người ta đến nhà ta dọa đốt nhà với đòi sổ đỏ người ta tịch thu không? Không ạ. Không nợ nần, không bồ bịch, không nợ anh nần. Em rồi tiếp cái... nhé, cứ từ từ em ơi. Dạ. Có bạo lực không? Có hay đánh đập chửi bới gì vợ ông gia trưởng gây áp lực áp bức gì không? Dạ không, 15 năm em lấy vợ nhưng chưa mà chưa bao giờ em chỉ có tắt đánh yêu thôi chứ chưa bao giờ đánh cáu đánh giận. Tắt yêu, phức sưng mặt người ta lên đấy hả? Rồi, vâng. Hỏi một câu tế nhị nữa là cái món kia em còn làm được không? Khỏe không? Vẫn tốt anh ạ. Thế hả? Thế em đánh giá là làm sao một người vợ chung lưng đấu cật với chồng, lấy nhau mười mấy năm rồi, giờ hai đứa con tận học lớp 10 với lớp 5, chung nhau mua được nhà, được cửa, quê nội, quê ngoại đều ở xa, tức là hai đứa độc lập. Phải nói là phải rất yêu nhau và thương nhau, cùng nhau làm ăn mới xây dựng nên được như ngày nay. Thế mà cứ kiên quyết ly hôn, mà bây giờ vẫn cứ ngồi cùng mâm rồi bố nó đưa con đi học đi, chiều tôi đón. Thế rồi nghe có vẻ như hai đứa bạn ly thân, dỗi nhau thôi. Thế tớ về phòng tớ ngủ, còn mình thì cứ ngủ ở đấy với các con. Chứ nghe nó không ra giống ly hôn, không căm thù nhau lắm đúng không? Thực ra thì bản thân em thì em rất chi là yêu thương vợ. Nhưng mà thực ra là nhiều khi mình yêu thương nhưng mình không nói được cái gì cả. Nên là nhiều khi vợ em thì cũng chưa rất gì vất vả. Nhưng mà cái tôi nó cũng hơi lớn. Nhiều khi trong cái chuyện vợ chồng nó có nhiều cái nó bất đồng về cái quan điểm. Nên nhiều khi nói chuyện thì nó lại không đâu, nó không đi đến một cái... Rồi, tôi nói chung là không bạo lực, không lô đề, không bổ bịch, không có nợ nần, chịu khó làm ăn, 15 năm không đánh một lần. Anh em ở
Báo cáo anh là anh em đúng là thanh niên thì nhiều lúc cứ thi thoảng là anh em ở vui vui chơi chơi thì bảo thích con lô con đà thì cũng có chứ không phải mình bảo là không thì nhưng mà không gây hậu quả nghiêm trọng đúng không? Vâng, chứ không phải là em đánh giá này mình lô này cậu bác. Sau tất cả cuối cùng em đánh giá chốt nhất là lỗi gì mà vợ bỏ? Thực chân ra thì bây giờ em cũng chưa biết được tại sao là lý do tại sao là cô ấy bỏ. Thực ra là lúc mà các bác mấy các anh ấy ngồi nói chuyện với nhà em thì các bác cũng bảo cái lỗi mà mày bảo mày chấp nhận chồng mày cái nọ kia cái lỗi đấy tao không chấp nhận được. Đấy cái lỗi mà bỏ. Thực ra cô vẫn kiên quyết thì người ta anh bảo là cô đơn phương mà cứ ra tòa kiên quyết thì mình không ký thì tòa nó vẫn phải đồng thuận. Phụ nữ bây giờ người ta có nhiều quyền lắm, người ta thích là bỏ thôi đúng không, khổ thân. Thôi cái đấy cũng hỏi để thêm em sáng rõ vấn đề, thế liệu có thể thay đổi được tình thế không em, lật lại ván cờ chẳng hạn, có không? Chắc là không anh ạ, bởi vì là bây giờ tất cả các cuộc nói chuyện thì nó không đến mục đích mà thực ra là cứ ngồi nói chuyện một tí với nhau là nó lại khó chịu thôi. Cô này kiểu mình muốn giải thích ấy thì là cô là cứ tạo cái ức chế cho em nên là cũng là khó. Thế này cái thế tâm thì nhá. Cái tâm đắc nhất của em lúc này là em cũng nói chuyện với vợ em. Thực ra là cái chuyện vợ chồng mình ly hôn ấy, thì nó đã rồi, mình không quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ với anh là bây giờ là làm sao phải nuôi nấng các con cùng một chí hướng nuôi nấng các con cho tốt, bởi vì các cháu ơi, cùng một chí hướng. Cùng một chí hướng để nuôi dạy con cho tốt cho thì thường là phải quan trọng nhất là bố mẹ thương yêu nhau, thế rồi là với cùng nhau để mà chia sẻ trách nhiệm, chứ còn đóng kịch cũng chỉ đóng được vài bữa thôi mà các con cũng biết rồi, nó tự nguyện ở với mẹ, cho nên cái thương ở lúc này thứ nhất là con em không phải là đang 1-2 tuổi để mà tách mẹ ra thì không có người cho bú, rồi ở với bố thì khát sữa ban đêm, nói chung nó học lớp 10 rồi đúng không anh? Nghĩ đấy, anh với phân tích cho em để thấy rằng nếu mình không lật lại được vấn đề cái thời gian vừa rồi là mình ở để mà thử níu kéo xem liệu rằng nó có cái việc mà ly hôn đó nó có bồng bột quá, có do cái tự ái mà trong phút giây nào đó mà cứ quyết tâm, thế rồi đến lúc khi mà ly hôn rồi mới thấy nó hững hụt, rồi người ta đúng có rồi. Thể biết đâu lại mon men, cô lại gọi là bố nó sang bên này mà ngủ, thế rồi đúng nằm rồi. Ở bên đây muỗi rồi bên đây ướt rồi lạnh, ví dụ như thế, tức là thế. Nhưng mà thấy em nói rằng không thể thay đổi được, thế thì hãy ra đi chứ ở cùng một nhà bây giờ chỉ gây bức xúc cho nhau thôi, mà cái bầu không khí mà ăn cơm ngồi có bố thì không có mẹ, có mẹ thì không có bố, các con nó thừa biết là bố mẹ còn không thèm nhìn mặt nhau, vậy thì đấy là một bầu không khí ô nhiễm giống như một cái ao tù, các con thì là những con cá sống ở trong ao tù chắc cũng sặc sụa mà khó sống lắm, cho nên là mình là đàn ông hãy để cái nhà đấy cho vợ và hai đứa con, vẫn là con của mình mà, đành rằng là thôi tay trắng tay đen gì thì không biết, nhưng mà cái thân mình ấy nằm đâu chả được, tối đâu là bờ, ngã đâu là giường. Mình có thể thuê một cái nhà nhỏ nhỏ, mình duy trì cuộc sống đi. Một người đàn ông tốt nhất hiện nay em đã có cái xe, đó là cái phương tiện để mình kiếm sống. Kiếm sống cho bản thân mình rồi duy trì. Đừng có buồn mà kiểu vì nhớ, vì ức mà đi vơ bèo và tép, kiếm ngay một cái cô nào đấy để mà gọi là cặp đôi đại đi cho nó xong, thì rồi mình cũng sẽ cứ lún sâu từ cái lỗi lầm này sang một cái sai lầm khác. Năm nay cũng 42-43 tuổi đầu rồi nhá. Thế rồi biết đâu khi mình ra ở riêng, ba mẹ con cô nó qua đi cái cơn mà bực tức ngẫm lại. Đây là ví dụ thôi, chẳng hạn như là đợt vừa rồi cô có một ai đó đang thương quý cô ấy, và người ta và cô thì là phụ nữ, cô ấy nghĩ nó bồng bột rằng chỉ cần ly hôn được chồng sẽ đến với người kia, đây là ví dụ thôi nhá, là đến với người kia trong tình yêu thương vô bờ bến chẳng hạn. Nhưng mà rồi khi ly hôn xong rồi thấy người ta cũng lơ, chuyện ấy ở đời nhiều lắm. Đàn ông mà cái đoạn gạ gẫm thì cũng không ít. Thế mà phụ nữ nhẹ dạ thì cũng không phải là không phải không có. Qua đi rồi mới thấy là ôi thế là mình mất tất cả, chót nghe nọ kia, xong rồi biết đâu có tín hiệu nào đó để nối lại. Thì lúc ấy tùy, em có nối không nối thì thôi. Thế nhưng mà nên tách ra để có cuộc sống độc lập, lùi xa để mình nhìn nhận lại vấn đề. Biết đâu khi tách ra xa em cũng thấy nhẹ lòng, mà cô cũng thấy ôi dồi ôi thở phao nhẹ nhõm, kiếp từ ngày lão đi ra khỏi nhà thấy sống nó sướng làm sao, ví dụ như thế đúng không? Để mình cũng biết là hóa ra đúng là thôi duyên nợ nó chỉ có đến thế thôi, đứt rồi xong rồi không nuối tiếc nữa. Dù gì chăng nữa mình vẫn phải nhìn về tương lai, nhiều anh ngoài 55-60 vẫn còn đi bước nữa ngon lành mà, mình mới không muốn hai. Cơ bản nhất là
trẻ khỏe và chịu khó làm ăn thôi nhé. Rồi, cái rất là quan cảm trọng ơn. Nhất là bây giờ em, các con thực ra là bây giờ về nhà là cứ mẹ thì về phòng đóng cửa, xong con thì đang lớn thì lại lên phòng đóng cửa, xong là điện thoại, xong máy tính, xong nó chẳng chuyện trò với ai. Tự nhiên cái môi trường sau này, cái môi trường các con nó sẽ, bây giờ bố nó giận dỗi bố, xong nó cũng chẳng nói chuyện với bố, xong đến lúc nó giận dỗi mẹ thì nó lại chẳng tự nên nó tự thiên nó thành nó lạnh nhạt, rồi sau là nó cái tư duy của nó sẽ khác. Giá mà cùng nhau nghĩ đến những cái điều gọi là tệ hại ấy trước khi viết đơn ly hôn thì rất là tốt. Tuy nhiên chuyện đã xong rồi, bây giờ có bố thì nói chuyện với bố vui vẻ thì nó sợ mẹ buồn, mẹ giận. Và nó líu díu bên ba mẹ con với nhau thì sợ bố buồn lòng, cho nó rút lui về phòng của nó cũng là để tránh hậu họa. Bây giờ đứng giữa hai làn đạn đúng không? Hai ông bà cầm súng bắn nhau mà đám trẻ con mà đứng giữa là dễ là sứt đầu mẻ chán này. Trốn về phòng mình ngồi nghịch điện thoại cho lành. Biết rằng là sẽ có cái điều không hay đối với các con. Nhưng trong trường hợp của mình thì bất khả kháng. Mình hãy chấp nhận là mình không thay đổi được cái thực tế nữa thì mình phải nhìn thấy một cái hướng khác. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn. Và hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn khúc mắc của mình lúc này. Xin chào bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo Hải Dương đâu ạ? Dạ alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy. Dạ vâng, anh ơi em muốn tư vấn về cái sức khỏe ấy. Ừ, bạn trình bày câu hỏi của mình đi. Dạ vâng, thì em bị vài bao quy đầu ấy. Thì em đang không biết là ở đơn vị nào thì có thể kiểu cắt đi ấy, với cả chi phí là bao nhiêu. Và trong cái chuyện mà quan hệ ấy thì em lại bị ra nhanh ấy. Rồi. Thì không biết là nó có liên quan gì đến cái vấn đề ấy không ạ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 27, 28 ạ. Thế à? Thế đã có vợ chưa? Dạ em chưa ạ. À thế à? Thế là có người yêu rồi đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Thế chắc là người yêu dục để cắt bao quy đầu à? Có đúng dạ, không? Dạ vâng. Và bây giờ thì là bạn ở Hải Dương đúng không? Rất là mong muốn được xử lý sớm. Đây thực ra nó chỉ là một cái tiểu phẫu, nó sẽ khi làm xong thì là sẽ hoàn toàn có thể về nhà bình thường, sinh hoạt bình thường. Một thời gian thì sẽ nó tự lành thôi. Và làm ở đâu và hiệu quả ra sao thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Hải. Ừ, chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Thế sao bây giờ bạn gái nó mới bảo dài mới biết à? Hay là từ xưa nay biết rồi nhưng kệ nó? Dạ em biết rồi nhưng em cứ kệ ấy. Tại vì cũng không biết ở chỗ nào để xử lý ấy. Xử lý hả? Thế mình có nói là mình quan hệ với bạn gái thì bị ra sớm à? Xuất tinh sớm à? Dạ vâng đúng là rồi. Là như thế nào em? Dạ? Là như thế nào? Tức là mình quan hệ bao nhiêu lâu thì xuất tinh, hay là cái tình trạng đấy nó diễn ra từ bao giờ, mức độ bây giờ nó ra sao? Cái ý thì khi tính từ lúc mà quan hệ ấy thì chắc chỉ tầm khoảng được một phút thôi chị ạ. Và thì cái tình trạng này thì em cũng không rõ là từ bao giờ, từ bạn gái trước của em ấy thì đã bị rồi. Thế và thế đấy có phải là lý do để chia tay không? Không ạ. Cái lý do của trước của bạn ý là bạn ấy muốn cưới nhưng mà đợt ý em vẫn chưa ổn định công việc ấy. Thế mà... cái bạn sau này ý, thì mình bạn sau này hai bạn có ở gần nhau không? Dạ không ạ chị ạ. Cũng không gặp nhau thường xuyên đúng không? Vâng. Lâu lâu mới gặp nhau một lần. Dạ vâng. Thế và trong một lần gặp nhau đấy thì quan hệ được mấy lần? Dạ em thì được, nếu mà gặp nhau một lần thì được chắc là tầm khoảng 2-3 lần gì đấy ạ. Thế những lần sau ấy, tức là lần đầu có thể là một phút, còn lần thứ hai, thứ ba thì được bao nhiêu lâu? Dạ, cái lần thứ hai, thứ ba thì nó lâu hơn một chút thôi. Lâu hơn một chút thôi hả? Tại vì chị hỏi kỹ như thế để xác định xem là em thực sự có phải là bị xuất tinh sớm không? Tức là do bệnh lý hay là do sinh lý? Thế nhưng mà trường hợp của mình thì đã bị có dài bao quy đầu thì mình nên đi xử lý em nhé. Bởi vì là xử lý dài bao quy đầu để cho thứ nhất là nó gọn gàng, thứ hai là nó sẽ thuận lợi hơn trong cái việc quan hệ tình dục. Và đôi khi thì dài bao quy đầu nó cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ra xuất tinh sớm.
với lại xử lý của nó thì rất là đơn giản. Như anh Văn Anh đã nói lúc đầu ấy, nó chỉ là một cái tiểu phẫu thôi mà. Em ở Hải Dương ấy thì em có thể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhé. Em vào khoa ngoại là người ta có thể xử lý cho em rất là gọn gàng. Và giá của nó thì đã được Bộ Y tế quy định rồi. Em đến các cái bệnh viện công thì nó sẽ, những cái tiểu phẫu như thế nó sẽ không mất quá nhiều tiền đâu nhé. Và bác sĩ người ta sau khi cắt cho em, thực hiện thủ thuật xong, người ta sẽ hướng dẫn cho em cách vệ sinh như thế nào, thay băng như thế nào. Nếu mà em giữ vệ sinh tốt, uống kháng sinh thì chỉ khoảng cùng lắm là 5 đến 7 ngày các vết thương nó sẽ lành và mọi chuyện nó sẽ trở lại ổn định. Cái thứ hai nữa là cái việc mà mình cho là mình xuất tinh sớm ý, thì hiện nay của mình nó chưa đủ điều kiện để mình xác định là nó có phải là trường hợp bệnh lý hay không. Bởi vì như chị hỏi ban nãy ý, thì cái điều kiện để quan hệ tình dục của em nó chưa phải là thường xuyên ý. Lâu lâu mình mới gặp bạn gái một lần thì rất nhiều người cũng có thể gặp cái tình trạng như vậy trong khi mà mình thực hiện cái việc quan hệ tình dục ấy. Thế thì bây giờ mình cứ đi giải quyết cái bao quy đầu trước đi nhá. Thế rồi để mọi chuyện cho nó ổn, rồi tiến tới nếu mà có cái đời sống tình dục ổn định mà nó vẫn như thế, nó vẫn duy trì cái tình trạng như thế, thì lúc đấy mình hãng nghĩ đến hoặc là tính xem là mình sẽ đi khám như thế nào hoặc kiểm tra như thế nào. Nếu em muốn đi khám về nam khoa để xác định xem có phải là xuất tinh sớm hay không thì em ở Hải Dương rất là tiện, em có thể lên Hà Nội nhé. Em có thể đến Bệnh viện Việt Đức này, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội này đấy, hoặc là Bệnh viện 108, Bệnh viện Bưu Điện. Tức là những cái bệnh viện đó người ta có cái chuyên khoa nam học, người ta sẽ kiểm tra cho em để đánh giá thực trạng xem có phải là em mắc cái bệnh đấy hay không, thì người ta sẽ từ đấy người ta sẽ xử lý cho em nhé. Thế thôi, cứ yên tâm làm từng bước một nhé. Yên tâm hơn chưa chàng trai? Để dành tiền, để dành thời gian. Bởi vì trong một tuần mà khi mà mình mới cắt ấy thì các cái vết thương nó chưa liền hẳn, thì rõ ràng là cái tuần ý là phải kiêng cả quan hệ tình dục nhá. Rồi chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.